Hello quý thầy cô. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái phần mềm, chỉ là một cái tool trên Word, một cái tool mà tôi thấy rất là hay. Nhưng mà trước khi mà đi đến tool đó thì tôi giới thiệu cho quý thầy cô một cái tool là nó cũng hay hơn cái tool mà tôi sẽ giới thiệu. Nghe nó phức tạp quý thầy cô nhìn thấy một cái trang thiết kế của tôi đây. Đây là trang thiết kế. Tất nhiên là những cái trang thiết kế này thì chúng ta phải tự thiết kế quý thầy cô. Những trang này chúng ta tự thiết kế. Thì bắt đầu từ trang này thì chúng ta thấy xuất hiện những cái hình ảnh. Đây là tôi viết bảng nha, tôi viết bảng nha. Còn đây là những cái hình ảnh, những cái hình ảnh mà chúng ta sẽ đưa lên những cái trang PowerPoint của chúng ta đó. Và nếu tôi nói cho quý thầy cô nghe là tôi làm tổng cộng là 38 cái hình ảnh này lên cái PowerPoint là tạo khoảng tầm là 10 phút. Đó, 10 phút chúng ta sẽ đưa 38 cái câu hỏi này lên PowerPoint và chúng ta trình chiếu một cách rất là nhẹ nhàng để cho học sinh chúng ta xem. Đó, như vậy thì thầy cô thấy là như thế nào? Chúng ta có thể trình chiếu. Thầy cô thấy chưa? Nhưng mà đó là phần sau. Phần này chúng ta sẽ làm trong một clip sau và khá kỳ công. Khi mà quý thầy cô các thao tác của quý thầy cô nó hơi phức tạp. Đó. Nhưng mà hôm nay thì nếu mà quý thầy cô thấy là cái việc mà chuyển một cái hình ảnh hoặc là một cái file mà lên cái PowerPoint, một cái công thức mà chúng ta lên PowerPoint, chúng ta thấy nó phức tạp quá. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm trực tiếp trên Word thì sao? Chúng ta có thể trình chiếu thẳng trên Word hay không? Câu trả lời là có và rất là đơn giản nha quý thầy cô. Ví dụ bây giờ tôi muốn chiếu cái bài là đồ thị trong giai đoạn đi qua này với cái số trang là có tổng cộng là 13 trang. Tôi muốn dạy cái bài này cho học sinh tôi. Nhưng mà tôi không thích là nó đưa ra hoàn toàn như thế này, nó phải đưa từ câu từ câu từ câu ra. Đó, như vậy thì chúng ta phải làm như thế nào? Đây thì giới thiệu quý thầy cô, chúng ta làm rất là đơn giản, hết sức đơn giản. Đây, do tôi xài Office 365 thì quý thầy cô nào mà chúng ta xài Office thường thì chúng ta sẽ vào những cái phần mà tôi sẽ nói đây ha. Thì quý thầy cô sẽ vào tệp hoặc là những cái Office mà bằng tiếng Anh thì chúng ta vào file, chúng ta chọn file. Trên cái chọn file á thì quý thầy cô tìm cái chỗ option thì trong Office 365 thì nó sẽ là tùy chọn, chúng ta nhấp vào tùy chọn. Cái hộp tùy chọn nó hiện ra thì chúng ta sẽ đi tìm tới phần bổ trợ mà chúng ta gọi là add-in. Add-in. Rồi, chúng ta sẽ đi xuống cái chỗ phần quản lý bổ trợ phía dưới ha. Quản lý bổ trợ. Thì chúng ta sẽ đi tìm tới cái add-in của Word, có nghĩa là cái bổ trợ của Word. Đây, nó chính nó đây. Đây. Chúng ta đi đến trong cái tiếng Anh đến là go thì chắc chắn rồi, go. Và cái tool của chúng ta nó không phải là mấy cái tool ở trên mà nó là cái Workflow 2.0. Đây là cái tool của thầy Nguyễn Hữu Chính. Đó. Thì để cho chúng ta có thể là trình chiếu Word như PowerPoint. Còn nếu mà nó không có thì quý thầy cô nhấp thêm. Quý thầy cô nhấp thêm và quý thầy cô tìm tới cái file của đó. Đó thì cái file này thì tôi sẽ gửi cho quý thầy cô trên cái Zalo của nhóm mình nha. Đó thì tôi sẽ gửi cho quý thầy cô. Quý thầy cô chỉ cần tìm tới cái file của nó. Đó, tìm tới cái file của nó. Và đơn giản là quý thầy cô chỉ cần nhấp vào nó, chọn mở là xong. Và sau khi tôi mở rồi thì nó đã có sẵn đây rồi. Tôi sẽ ok. Xong. Thì quý thầy cô sẽ thấy là nó hiện ra cho chúng ta cái Word sâu trên đây. Đó, quý thầy cô chỉ việc đơn giản nhấp vào rất đơn giản. Mọi chuyện chúng ta làm rất đơn giản. Và sau đó chúng ta sẽ làm gì? Quý thầy cô làm một thao tác cũng hết sức đơn giản. Set up lý thuyết, nhấp vào. Đó, quý thầy cô set up lý thuyết. Không xuất hiện gì hết là tại vì chúng ta chưa cần cho na nha, cần cho na. Và sau đó chúng ta set up lý thuyết. Rồi, xong.
rất là nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Ok, mất tiêu hết. Rồi sau đó quý thầy cô sẽ sắp xếp theo thứ tự. Nhớ nha, nhớ phải có cái bước này sắp xếp theo thứ tự nha. Chứ không thôi nó nhảy ra lộn xộn à. Rồi quý thầy cô nhấp vào. Xong. Đơn giản, quá đơn giản, đều là những thao tác hết sức đơn giản. Và quý thầy cô xem. Quý thầy cô sẽ xem, chúng ta sẽ chọn show nét để cho nó hiện ra. Show nét. Chủ đề show nét. Lý thuyết trung tâm. Show nét. Show nét. Quý thầy cô cho thằng nào hiện ra thì quý thầy cô cứ show nét, show nét, show nét nó ra và nó hiện ra. Và quý thầy cô có thể cho nó bự lên. À, bằng cách mình ghìm cái phím Ctrl và mình lăn con chuột nha, ghìm phím Ctrl và lăn con chuột lên, lăn con chuột xuống để cho nó bự nó nhỏ gì đó tùy quý thầy cô. À, chúng ta cứ show nét, show nét. À, xong rồi chúng ta lăn con chuột lên. À, tới đây phải không? À, chúng ta lăn con chuột lên, tiếp tục show nét, show nét và show nét, rất đơn giản cho quý thầy cô để chúng ta giảng dạy. Nếu như mà chúng ta cảm thấy là cái việc mà đưa một cái bài tập hoặc là một cái hình ảnh mà lên PowerPoint mà hoặc là một cái phần mình chứa cái công thức lên PowerPoint chúng ta thấy quá phức tạp thì chúng ta có thể làm cách này. Ok. À, quý thầy cô có thể xem cái việc mà nó trình chiếu rất là hay. Hay quý thầy cô. À, chúc quý thầy cô thành công ha. Quý thầy cô nhớ là like và subscribe cho mình nha. Quý thầy cô coi nhiều nhưng mà subscribe hơi ít đó. Rồi, xin tạm biệt quý thầy cô.